Tiểu sử MC Thanh Bạch. Cuộc đời của MC tài hoa và hôn nhân tài tiếng với hai người vợ. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình các bạn nhé. Là một người dẫn chương trình của Việt Nam, MC Thanh Bạch được biết đến với phong cách dẫn hài hước, sôi nổi và khả năng hoạt náo trên sân khấu. Là người dẫn chương trình đầu tiên của Việt Nam được đào tạo chính quy sau năm 1975. MC Thanh Bạch nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và tài năng của mình với loạt chương trình Tuổi Thần Tiên của nhà hát Hòa Bình, và sau đó là những chương trình sân khấu lớn trong nước như Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền Phong, Duyên dáng Việt Nam, Một thoáng Sài Gòn. Với việc thực hiện hàng trăm chương trình truyền hình và sân khấu trong suốt sự nghiệp của mình, Thanh Bạch được coi là một trong những người dẫn chương trình đắt giá và thành công nhất của Việt Nam từ trước đến nay. MC Thanh Bạch tên thật là Lê Thanh Bạch, sinh năm 1959 tại xã An Đức, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Anh được khán giả biết đến với vai trò là một MC, là một diễn viên hài nổi tiếng. MC Thanh Bạch được biết đến trong nhiều chương trình như Tuổi Thần Tiên, Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam của báo Tiền Phong, Một thoáng Sài Gòn. Với tài năng dẫn dắt chuyên nghiệp của MC Thanh Bạch, được xem là một trong những MC đắt giá nhất tại Việt Nam. Ngoài MC, anh còn lấn sân sang điện ảnh và tấu hài. Thanh Bạch sinh ra trong một gia đình có 4 người con tại vùng quê Vĩnh Long. Từ nhỏ, nam MC đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê của mình với các hoạt động nghệ thuật, nhất là trong lĩnh vực MC. Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Tống Phước Hiệp tại Vĩnh Long, Thanh Bạch đăng ký thi cùng lúc hai trường, Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long và trường Nghệ thuật Sân khấu 2 để theo đuổi đam mê của mình. Mặc cho gia đình khuyên can, nam MC nên thi vào trường Đại học Bách Khoa để nối nghiệp gia đình. May mắn đến với Thanh Bạch khi anh lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển cả hai trường đã đăng ký trước đó. Anh quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Nam MC lựa chọn ngành đạo diễn kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 để theo học. Trong suốt thời gian học tập tại trường, Thanh Bạch chăm chỉ tham gia các hoạt động đoàn hội cùng với những người bạn như Nguyễn Minh Trung, Hoa Hạ, Xuân Hương. Thanh Bạch trở thành một cái tên không thể thiếu trong các chương trình giao lưu giữa các trường trong địa bàn thành phố với nhau. Đến năm thứ hai, Thanh Bạch bất ngờ chuyển sang học trường Đại học Ngoại ngữ để theo học tiếng Nga sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển khóa đào tạo diễn của trường Đại học Sân khấu Lunatskaya do Việt Nam và Liên Xô hợp tác tổ chức, và tiếp tục theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky một năm sau đó. Cho đến năm 1979, nam MC chính thức trở thành sinh viên của trường Đại học Sân khấu Lunatskaya sau khi hoàn thành xong khóa học ngoại ngữ của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian học làm đạo diễn, anh chuyển sang học tiếp khoa tạo kỹ sân khấu cũng như của trường Lunatskaya. Tại đây, anh được đào tạo bài bản kỹ năng về nghệ thuật và âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn, biên kịch, múa ba lê. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp tại trường đại học ở Liên Xô, nam MC trở về nước và hoạt động nghệ thuật. Đầu tiên, anh được bổ nhiệm làm trợ giảng cho bộ môn kỹ thuật biểu diễn cho lớp diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Năm 1987, anh tham gia vào nhóm kịch Tuổi Trẻ Cười Sống cùng với nhiều diễn viên như Nguyễn Thị Minh Ngọc, Tất My Loan, Xuân Hương, Bích Thủy, Đoàn Khoa, Quang Minh, Hữu Châu, Thành Lộc. Nhóm thường xuyên biểu diễn các tác phẩm hài dưới góc nhìn châm biếm về nhiều vấn đề thời sự của xã hội. Tuy nhiên, thời gian sau đó, nhóm không còn hoạt động nghệ thuật như trước. Năm 1988, anh cùng người bạn học thân thiết của mình là Xuân Hương được lựa chọn làm đại diện cho Việt Nam tham gia liên hoan các trường sân khấu của các nước trên thế giới. Tại đây, cả hai đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua vở kịch Quan Âm Thị Kính và xuất sắc được bằng khen từ ban tổ chức. Riêng nam MC đã giành được giải thưởng đặc biệt thông qua vai diễn Khuất Nguyên Độc Thoại. Sau một thời gian tham gia diễn kịch và tấu hài, Thanh Bạch còn đảm nhiệm vai trò ca sĩ hát tiếng Nga với nghệ danh Lê Bắc. Đến năm 1989, được soạn giả Lê Duy Hạnh giới thiệu,
Thanh Bạch bắt đầu bước chân vào sự nghiệp MC và được nhiều người biết đến như ngày nay. Đánh dấu cho sự nghiệp MC của mình vào tháng 6 năm 1989, Thanh Bạch tham gia làm MC cho cuộc thi Hoa hậu do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Với lối dẫn dắt lôi cuốn, hóm hỉnh, Thanh Bạch nhanh chóng trở thành một cái tên MC đắt giá trong thời điểm đó. Anh thường xuyên được mời góp mặt trong nhiều chương trình như Tuổi Thần Tiên, Một Thoáng Sài Gòn, Duyên Dáng Việt Nam của báo Thanh Niên. MC Thanh Bạch và chuyện hôn nhân gia đình. MC Thanh Bạch từng kết hôn với người bạn thân thiết, học chung tại trường đại học sân khấu Lunatic, nghệ sĩ Xuân Hương. Thời gian về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, học cùng nhau tham gia diễn xuất trong nhiều sân khấu lớn. Nổi bật nhất trong số đó là chương trình Những Người Thích Đùa. Tuy nhiên, sau một thời gian ồn ào về chuyện hôn nhân, năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương chính thức làm đơn ly hôn. Được biết, cả hai người đã có với nhau một người con tên Lê Thanh Tú. Anh cũng là một trong những gương mặt MC được nhiều người biết đến thông qua giải thưởng Người Dẫn Chương Trình được tổ chức tại New York, Hoa Kỳ vào năm 2007. Nghệ sĩ Xuân Hương tiết lộ về cuộc đời là những chuỗi ngày không bằng phẳng, đồng thời tố MC Thanh Bạch luôn rời khỏi nhà từ rất sớm, rồi tới tối muộn mới trở về. Nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân chị phải làm tất cả các công việc trọn nhà như ô xin chuyên nghiệp, để từ khi kết hôn, thậm chí chi tiêu cũng phải ghi từng đồng. Chị viết, anh là nghệ sĩ học ở nước ngoài về, là một người luôn ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, lãng mạn, tâm hồn mong manh, dễ vỡ như pha lê. Nhưng có lẽ trời xanh ghen ghét, má hồng đánh ghen, nên chơi khăm anh, gả cho tôi. Một con bé, con nhà nòi trong nghệ thuật, cũng được học nước ngoài hạng xuất sắc về, nhưng lại vốn chắc ở cả đáo lên. Mới ló mặt ra làm nghề, vừa chớm được thiên hạ biết đến với tên gọi nhóm hài Thanh Bạch, Xuân Hương, thì tôi đã lui về sau lưng anh làm hậu phương, vững chắc, chỉ lo giặt rũ, bếp núc, lau nhà. Con cái để anh thừa thắng tiến lên, thay cả phần mơ ước của tôi. Tôi chính thức trở thành ô xin chuyên nghiệp. Nhà không có máy giặt, nhưng có một con robot đa năng vận hành theo lệnh của một chủ nhân, tuy mong manh nhưng lại đầy uy lực. Ngoài giặt đồ, lau dọn nhà cửa, chăm sóc đứa con nhỏ, tôi còn chăm luôn em bé lớn với tí tỉ việc sai vặt trong nhà. Robot còn phải góp ý cho ông chủ trong công việc, trong ăn mặc, trong ứng xử, đôi khi còn phải đi kèm với ông chủ để làm việc với đối tác hoặc viết trả lời phỏng vấn báo chí, kiêm cả việc viết kịch bản. Cũng do phạm vi làm việc chỉ quẩn quanh trong nhà nên không cần lãnh lương, vì cũng không phải tốn tiền áo quần, không tiêu pha gì cả. Bù lại, tôi được ăn cơm, được thực hiện nghĩa vụ làm dâu, làm ô xin thoải mái. Chi tiêu thì chỉ có cô em chồng từ dưới quê lên luôn liên lạc thường xuyên qua điện thoại với anh để bảo ban tôi viết cách chi tiêu, phải ghi vô sổ từng đồng ra đồng vô. Đi chợ mua thịt, cá, hành, tỏi cũng phải ghi. Cô em chồng thương anh trai nên cũng thay má chồng tôi nhắc nhở chị dâu, làm đàn bà phải biết giữ tiền, biết chi tiêu, phải biết đối xử với bên chồng cho phải đạo, phải biết và phải biết. Nhờ vậy tôi mới biết được làm dâu, làm vợ và làm cái gì. Nghệ sĩ Xuân Hương bức xúc viết, được cái là trong nhà tôi công việc cũng được phân chia rõ ràng lắm. Thí dụ, hễ tôi nấu cơm thì anh lãnh phần ăn, tôi rửa chén thì anh đọc báo, tôi lau nhà thì anh xem tivi, nghe nhạc, đàn hát, chứ có bao giờ anh ngồi không đâu. Rác đọng trên nóc nhà, tôi vô ý nhờ anh leo lên coi giúp, làm anh bật khóc rồi thỏ thẻ, việc đó không hợp với anh. Nhờ anh đi mua sắt thép, cát, xi măng về sửa nhà, cũng bảo chuyện đó anh không hợp, em đi mua đi. Nhờ anh ra phường thị thực giấy tờ, anh cũng bảo anh không hợp với chuyện đó, em đi đi. Ngay cả trong lúc tôi còn đi diễn chung với anh thì anh cũng bảo rằng, tại sao anh làm ra tiền mà anh lại phải làm những chuyện đó, em đi làm đi. Vậy mà cũng bắt anh làm à? Từ hồi nhỏ ba má anh không bao giờ biểu anh làm mấy chuyện đó nên anh không hợp. Nhờ vậy mà trong nhà việc gì cũng hợp với tôi, từ nấu ăn, dọn nhà, chăm con, tới leo nóc nhà, hốt rác, mua vật tư, sửa chữa, xây nhà cửa, tất tần tật. Tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời không tưởng. Tôi đã thành đàn ông, không cần mổ xẻ, không cần tốn hàng đống tiền xuất ngoại chuyển giới. Tôi đã thành đàn ông, thật sung sướng.
thật hạnh phúc. Vậy là kể từ nay tôi được thoải mái bắc thang, thay bóng đèn, tha hồ cầm cưa cầm đục mà không sợ anh tự ái, vì tôi đã tước đi cái vai trò đàn ông của anh. Ok, hai thằng đàn ông sống chung nhà, tôi không cần phải òn ẻn như đàn bà nữa. Theo lời của nghệ sĩ Xuân Hương, du ví bản thân như ô xin và thành đàn ông khi lấy MC Thanh Bạch, nhưng bản thân chị vẫn rất chiều chuộng MC chồng. Chị viết thêm: tuy tôi là đàn ông nhưng rất chiều chuộng anh. Tôi nấu nướng ra trò, tôi lo cho anh từng cái quần, cái áo và mọi chuyện trong nghề nghiệp. Thấy tôi quá chu đáo nên anh hay làm nũng, anh hay sai vặt tôi đủ thứ, thậm chí ngay cả những món đồ kế bên. Anh chỉ cần với tay là có thể lấy được, nhưng anh vẫn ưu ái nhờ tôi lấy hết món này tới món kia, từ vớ tới đồ trang điểm, từ nước uống tới quần áo và từ cái chén tới đôi đũa. Khi tôi đã nghĩ không đi diễn nữa thì anh càng tận dụng sức khéo của tôi nhiều hơn. Tôi nói: sao anh hành hạ em như ở đợ vậy? Trong một phút xuất thần, có lẽ anh quên mất cái chất lãng mạn nên anh quát lên: ừ đó, ở đợ đó, nô lệ đó. Ai biểu ngồi nhà ăn đồng tiền tôi làm ra thì là nô lệ đó. Sau khoảnh khắc xuất thần, anh lại nhoẻn miệng cười ngay, một nụ cười vô hồn nhưng lãng mạn, như muốn cho tôi biết rằng anh nói vậy thôi chứ không nghĩ gì. Tôi thật có lỗi với anh, thân đàn bà được anh ưu ái thêm cho chức năng đàn ông mà cứ làm anh buồn, vẫn cứ làm anh thất vọng. Cho tôi xin lỗi người xưa nhé. Trước đó MC Thanh Bạch có những chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương trong một chương trình truyền hình là do đời sống vợ chồng thiếu lãng mạn. MC Thanh Bạch chia sẻ: thật ra thì sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Xuân Hương, tôi mới nhìn lại mình và đi tìm lại xem quy luật của tình yêu là gì. Tôi bỏ thời gian rất nhiều theo đuổi lớp học của các chuyên gia. Và cuối cùng tôi nhận ra một điều: khi hai người quen nhau, lập tức trong não giống như tiếng sét ái tình của chúng ta này, một loại hormone giúp chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau, nghe tiếng nhau trong điện thoại là thấy xốn xang, nhớ nhung. Ông trời cho chúng ta cảm giác nhớ ơi là nhớ, nhưng chỉ sau 1-2 năm, dù có yêu cách mấy thì hormone đó cũng không diễn ra nữa, nắm tay nhau cũng như hai khúc gỗ. Sau hơn 9 năm ồn ào về chuyện tình cảm với nghệ sĩ Xuân Hương, gần như mọi thông tin về đời sống riêng đều được nam MC giữ bí mật và ít khi công khai với giới truyền thông. Mãi cho đến tháng 1 năm 2015, nam MC nghi phải dính án tình cảm với bà trùm Thúy Nga. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau tham gia các sự kiện, thậm chí là hình ảnh khóa môi của cả hai cũng từng khiến dư luận một phen xôn xao. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, nam MC cho biết những hình ảnh đám cưới chỉ góp phần cho mục đích từ thiện. Trên thực tế, anh và Thúy Nga chỉ là những người bạn thân thiết với nhau. Nam MC chia sẻ: Thúy Nga là người mà anh có thể chia sẻ bất cứ mọi thứ trong cuộc sống, công việc. Anh không quan tâm người khác có bàn tán về mình như thế nào. Đến ngày 14 tháng 7 năm 2016, Thanh Bạch làm đám cưới cùng bà Thúy Nga. Anh tâm sự: đây là một đám cưới nghệ thuật, là một cách để chúng tôi gây quỹ, lấy tiền mừng cưới giúp người nghèo, những người cần giúp đỡ. Chúng tôi chỉ song hành với nhau, là bạn đời của nhau trên con đường nghệ thuật. Thanh Bạch cho biết đây là lần thứ 8 anh làm đám cưới kiểu này để quyên tiền từ thiện. Tính đến hiện tại, chúng tôi biết thì đã có tới 10 lần đám cưới từ thiện này diễn ra, mà gần đây nhất là tháng 12 năm 2019. Những bộ váy cưới lộng lẫy, độc nhất vô nhị của bà trùm Thúy Nga cũng là đề tài gây bàn tán. Không gian xa hoa, tiệc cưới linh đình trải dài suốt 3 năm. Có lẽ đây là điều chỉ có Thanh Bạch và Thúy Nga làm được. Việc quyết định kết hôn với người vợ hơn mình tận 16 tuổi từng khiến MC Thanh Bạch chịu nhiều lời dị nghị. Thế nhưng ông vẫn luôn bỏ ngoài tai. Tiết lộ về chuyện tình đặc biệt này, MC Thanh Bạch từng bật mí: cả hai chẳng ai tán tỉnh ai, tự nên duyên. MC Thanh Bạch cũng nói: việc chúng tôi làm không ảnh hưởng xấu hay tổn thương đến bất kỳ ai thì không có việc gì phải ngại. Những ai đi dự đám cưới sẽ có cách nhìn khác và họ sẽ tự cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi dành cho nhau, chứ không phải là một sự tính toán. Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua danh tiếng của mình để đi đến nơi chỉ có hai người. Sau khi kết hôn, MC Thanh Bạch cùng Thúy Nga về ở chung một căn biệt phủ rộng 10.000 m² ở Long Thành, Đồng Nai. Nơi đây được thiết kế hoành tráng, có nhiều phòng đơn dành riêng cho khách. Xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, trang bị tiện nghi, an ninh đảm bảo từng chân tơ kẽ tóc.
Hôn nhân của họ cũng có một số lùm xùm xảy ra, điển hình là nghi vấn cặp đôi đường ai nấy đi, vì MC Thanh Bạch muốn thế chỗ Nguyễn Ngọc Ngạn trong trung tâm ca nhạc của vợ. Thời điểm đó, bà Trùm Thúy Nga lần đầu ra mặt vì chồng tuyên bố ngắn gọn. Thật ra, Thanh Bạch, Thúy Nga là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thường tình, vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật. Do vậy, không như thường tình mà theo thời gian, về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa. Năm 2020, Thanh Bạch có lần hiếm hoi kể về Thúy Nga trên sóng truyền hình. Ông cho biết, vợ mình nhìn khá nghiêm nghị nên nhiều người sợ. Thực ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy, chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhịn nổi rồi. Và tất nhiên phải có một chút duyên nợ thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy. Hiện tại cặp đôi này vẫn sống rất kín tiếng. MC Thanh Bạch còn xuất hiện trên truyền hình, trong khi đó vợ ông lại rất hiếm khi lộ diện. Cho đến tận bây giờ, MC Thanh Bạch vẫn chưa bao giờ đăng hình cùng bà Trùm Thúy Nga lên trang cá nhân. Chuyện đời tư của ông được giữ rất kín. Hiện tại, nam MC vẫn xuất hiện trên các show truyền hình theo một phong cách rất chi là sặc sỡ và nổi bật. Được biết thì nhiều người đã đưa ra nhận xét những bộ cánh mà anh diện trông rất quái dị. Dù vậy, anh cho biết không ngại khi mọi người nói về gu thời trang của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like, đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.